tỉnh. Sở dĩ mình có gây lộ, gây gỗ là tại sao? Gây lộn là tại sao? Tại vì mình nóng giận, tâm mình bất an, mình tức cái này, mình phiền cái kia thì có gây lộn. Thí dụ bây giờ cái người kia nóng la mình, mà tâm mình yên tịnh, mình biết người đó đang nóng, mà bây giờ mình la lại á, thì sẽ có chuyện. Mình giữ được cái mức độ bình tĩnh của mình thì tự nhiên dù người kia có giận thì nhờ mình không giận, cho nên cái không giận mình giúp cho người kia lắng xuống và mình hóa giải được cái gia đình mình sắp sửa gây gỗ đó, náo loạn lên, mà nhờ cái tâm mình tịnh cho nên tự nhiên cái nhà mình nó tịnh theo. Vậy thì cái quốc độ, cái nơi chốn mà chúng ta ở nó có tịnh được là nhờ ở đâu? Nhờ cái tâm mình tịnh. Nhờ cái tâm mình tịnh. Mà nếu mà cái tâm mình không tịnh, dù mình ở chỗ tịnh cũng không tịnh. Ví dụ bây giờ tâm quý vị đang lo lắng sầu khổ, quý vị có vô đây ngồi tụng kinh, ngồi thiền niệm Phật mà lo lắng sầu khổ vẫn cứ tiếp diễn. Còn người mà không có lo lắng sầu khổ thì ở đâu họ cũng có thể yên tịnh được hết. Cho nên cái người mà họ có cái tịnh lắng rồi á, thì cái suy nghĩ, cái việc làm của họ lúc nào nó cũng chín chắn, chừng mực. Còn người nào mà tâm không tịnh thì sao? Suy nghĩ lung tung, quyết định vội vã, và đôi khi cái gì cũng vụt chạc mà hối hận liên miên mà cứ thế. Cho nên cái người mà sống mà có chậm lại, có sự an tịnh thì vẫn giải quyết mọi việc bình thường, nhưng mà mỗi sự giải quyết của họ nó có cái phần chừng mực hơn, nói năng chừng mực hơn. Thật sự ra con người chúng ta là mỗi ngày, Pháp Hòa ví dụ như nhà nào cũng có, ai ở đây cũng có cái nhà, người nào ở đây cũng có chút ít tiền của trong băng, trong nhà mình, ví dụ vậy đó. Nhưng mà nếu mà mình tâm mình không tịnh thì cái nhà, cái đất mình đang ở nó náo loạn, ngày nào cũng có chuyện để gây. Mà nhiều khi hai vợ chồng sáp lại có chuyện gì đâu, chuyện thiên hạ cũng gây. Mà tại sao? Tại vì mình đã thành một cái tập nghiệp sống là nóng tính. Mà nóng tính thường ngày rồi nó thành một cái nghiệp, một cái thói quen. Chuyện lớn, chuyện nhỏ gì cũng có thể phát quạo được. Mà khi phát quạo rồi thì sẽ nói những lời quạo quọ. Mà cái người kia nhịn, nhịn để làm chi? Để giữ cái đất đó cho nó yên. Nhưng mà nếu mình không có trợ duyên cho người đó, mà mình cứ chọc cho cái cơn giận người đó hoài, thì lâu ngày người đó bữa nào cũng bùng phát trở lại. Cho nên thưa đại chúng, mình thờ ông thần tài, ông thổ địa đó, không phải là thờ cái ông đó để ông phù hộ cho mình trúng số, không phải thờ cái ông đó ông phù hộ cho mình có tiền. Tại vì mình thờ ổng mà mình trúng số, mình có tiền đó, thì cái ông mà làm ra cái tượng nó phải trúng số trước. Cái ông mà cái hãng mà nó làm ra cái tượng đó, nó cũng bán từng cái tượng để cho mình thỉnh về mình thờ. Họ sống nhờ mình, họ sống nhờ mình đi bán mấy cái tượng đó. Mình chỉ đem về mình thờ thôi mà trúng số có tiền làm sao đúng. Vậy thì thờ thần tài thổ địa đó là quan niệm của người Trung Hoa, nhưng đạo Phật lấy cái ánh sáng của đạo Phật soi vào cái ý nghĩa cúng đó, thờ đó. Thổ địa là ai? Thổ địa là tâm mình. Thần tài là ai? Chính là mình. Mình có tiền không? Có. Biết xài tiền là thần tài, không biết xài tiền thì không phải là thần tài. Như vậy thì thường thường người ta nói là thổ sanh kim, ở trong lòng đất có cái gì? Có vàng. Cho nên hai cái nó phải thờ chung với nhau. Thổ địa là ông đất, thế ông thần tài là vàng của, mà trong lòng đất có tiền của, trong tâm mình có tiền của. Cho nên tiền của là do mình tạo và cũng do mình giữ. Mình không biết giữ thì tiền nó bay, đất nó cũng bán được. Còn mình biết giữ thì thổ sanh kim, trong lòng đất này sanh tiền của. Người có tiền của biết giữ, quý vị đọc lịch sử mấy cái ông mà tỷ phú coi, ít có ông nào mà thừa hưởng gia tài của cha mẹ lắm. Phần lớn là mấy ông đó là từ những người nghèo khổ, có hai đồng bạc làm vốn mà, vậy mà sau này thành tỷ phú. Có những ông phải đi lượm ve chai, vậy thì ông đó là ai? Là thần tài đó. Thấy không? Ông là thần tài chứ ông biết giữ tiền,
ông là thanh tỷ phú. Còn mình thờ thần tài mà không biết giữ tiền, thờ 10 ông 10 gốc tiền cũng bay như thường. Hỏi thờ ở đâu? Thờ ngay cửa, để ông ngó chừng được cho mình. Mình thờ mà mình không có biết ý nghĩa. Cho người đời á, là người ta quan niệm rất đơn giản là thờ để có tiền của. Nhưng với cái nhìn của đạo Phật, anh thờ cái gì cũng vậy hết. Anh không có được cái sự nhìn nhận tu tập ở trong cái thờ đó, thì cái thờ đó nó không mang lại cho mình được cái sự học hỏi. Làm là để học hỏi. Cho nên trong này có một câu hỏi đó. Thầy, nếu thầy nghĩ là không cần thiết thờ thần tài thổ địa thì nên dẹp bàn thờ thổ địa không? Nếu mình chưa thờ thì khỏi thờ, còn nếu mình đã thờ rồi thì thôi giữ đi. Nhưng bây giờ mình hiểu được ý nghĩa của sự việc thờ thần tài thổ địa rồi thì cái việc thờ đó nó không có gì trở ngại hết. Ở đây chúng ta không phải thích thì bày ra, không thích thì dẹp. Mình không làm vậy. Mình có chánh kiến, nếu mình mua cái nhà mới mình bắt đầu lập bàn thờ thì thôi ngay từ đầu khỏi thờ, tại mình hiểu rồi, không cần thiết. Còn nếu mình đã lỡ thờ rồi thì cứ giữ đó thờ. Nhưng hiểu được ý nghĩa của thờ thần tài thổ địa, cho nên mua vé số cứ cất bình thường, không cần nhét dưới cái tượng của ông. Trời ơi, ai đi mua Six 49 về ông xếp để với ông thần tài á, để ông thổ địa rồi dở lưu hương ông cất ở dưới nữa mà vẫn trật như thường, bởi ổng có mở ra coi đâu mà ổng cho trúng. Ổng mà mở ra mà coi được là mình chạy rồi, không ở dám nhà ở nhà ở đâu. Mình đâu có nói ông thần tài ông linh, mình nói nhà có ma. Có một câu hỏi kỳ rồi, kỳ trước có bà cũng giải thích đó. Mình thờ Quan Âm cũng vậy. Rồi có một vị hỏi, bây giờ con đang thờ tượng ngồi nè, rồi ông thầy kia ông tới ông nói đừng thờ tượng ngồi, phải thờ tượng đứng, vậy con có nên đổi không? Rồi bây giờ mình đổi cái tượng đứng vô đó, rồi mai mốt ông thầy khác ông tới, tại sao thờ tượng đứng nên đổi tượng ngồi? Cái mình bưng bà đứng xuống mình để bà ngồi. Nên tâm mình không yên thì Phật trời cũng không yên theo mình. Cho nên là thưa, không cần thiết cái chuyện đó. Có một Phật tử đi chùa, ngồi đau chân, lên trên ghế ngồi dựa lưng. Có một sư cô đi ngang nói dựa lưng là tội. Sư cô nào cũng rảnh ghê à. Không nghe ông Phật nào cũng nói vụ này hết rồi, nghe sư cô không à. Thưa đại chúng á, cái hiểu như vậy nè cũng là một loại hiểu tà kiến đó. Mắc cái gì có tường mà không dựa, mà người ta đau lưng chứ. Thành thử ra một cái câu nói là tội, mình nói một cách nói mà không có một cái lý lẽ gì hết. Rồi hóa ra biến đạo Phật thành một cái đạo mà chuyên môn đi bắt tội. Cái gì cũng tội hết á. Đâu phải vậy. Đạo Phật là đạo tỉnh giác, nói cái gì nó phải có lý lẽ, make sense. Còn mình nói cái chuyện nó không có lý lẽ gì hết mà cũng tin thì như vậy đó. Tất cả những dạng tin như vậy nó gom vô một cái nhóm gọi là tà kiến hết. Tà kiến là gì? Nghĩa là những cái thấy biết sai lệch. Ví dụ như không ăn đồ cúng là một tà kiến. Hỏi tại sao không ăn đồ cúng? Nó ăn đồ cúng ngu. Trời ơi, đưa thử chén yến rồi dám đổ không? Thử ra cứ ăn bình thường, không có gì mà ngu hết trơn trong đó. Rồi hỏi là mình nói là tại vì tôi thọ tới giới Bồ Tát rồi, tôi tu cao rồi, tôi ăn cái đồ cúng đó đó là mấy cái dông mắc tội. Dông nào không tội mà thấy mình tội nè, mình không ăn mình đem đổ. Thành thử ra có một lần mấy Phật tử nói cái này cúng rồi thầy có ăn không? Cái Pháp Hòa mới nói bình thường quý vị đưa, quý vị cũng nói dạ con cúng thầy mà. Khổ, đem đôi vớ lên cũng cúng thầy, đem cái ly lên cũng cúng thầy. Thì bây giờ có thức ăn thì cứ cúng thầy,
cúng là thầy ăn, không có sợ gì hết. Bạn con nói với con là không được rửa chén sau khi ăn cơm chiều vì sợ động. Giờ đó là giờ ngạ quỷ gì đó, giống như kiểu quý thầy. Thật xưa đại chúng á, đây là ngày xưa ở trong chùa đó, không có cho rửa chén buổi chiều. Nhưng mà nói như vậy á, không phải, đó là một cái ý nghĩa để nhắc nhở tất cả người tu, mình làm cái gì cũng làm trong chánh niệm. Ví dụ mình rửa chén thì mình phải sắp xếp chén dĩa cho nó ngay ngắn. Ví dụ mình đũa muỗng vô một cái rổ, tô chén mình sắp thứ lớp chứ không có đổ vô xưng một cách tạp, cao thấp nhỏ lớn nó một ngổn ngang như một cái núi cũng không rửa được. Mà khi mình rút cái này ra thì cái kia nó rớt xuống, nó bể, nó ồn, nó mất đi cái sự yên tĩnh, và đồng thời nó nói lên được cái bê bối của mình không có biết sắp xếp khi mình dọn rửa. Cho nên các vị mới đề ra cái nghĩa là đừng có làm ồn, làm động á, ngạ quỷ á, những cái loài quỷ đói đó, họ nghe cái tiếng ồn họ tưởng đâu là có thức ăn, họ ngóc cổ họ dậy thì họ bị đứt cổ họ chết, mình mang tội. Vì vậy cho nên ở trong chùa buổi chiều á, làm cái gì cũng từ tốn. Mà nói như vậy là buổi sáng xả vàng sao? Lúc nào cũng giống nhau thôi, trưa chiều gì, làm việc gì cũng làm trong cái từ tốn ngăn nắp. Cái tô bê lớn như nè, mà để nguyên cái mâm lên thì làm sao mà nó vững được? Hoặc là một cái tô nó đang trên bên này, mình bưng nguyên một cái mâm mà chén dĩa mình để lên thì nó không vững, nó nhào xuống, nó đổ, nó bể, nó ồn ào mà nó bể. Thành thử ra tất cả mọi cái việc làm chúng ta phải có cái sự quan tâm, để ý, để cho sự việc nó được tốt. Thế thôi. Kính bạch thầy, hoan hỷ giải thích cho chúng con hiểu thêm về tương quan, về nghiệp báo giữa đạo Phật và một vài đạo giáo khác. Đức Phật dạy trên đời thiện nghiệp, nghiệp báo sẽ theo người đó. Như vậy nghiệp lực này có áp dụng ảnh hưởng gì đối những người không phải đạo Phật không? Quý vị hiểu câu hỏi không? Ví dụ bây giờ mình đạo Phật, mình nghe nói chữ nghiệp, rồi nghiệp báo, nhân quả. Rồi bây giờ những người ta không theo đạo Phật, người ta không có tin vô đạo Phật, người ta có bị người ảnh hưởng gì không? Câu hỏi là vậy đó. Thưa đại chúng, nhân quả không phải do Đức Phật chế, nghiệp báo cũng không phải do Đức Phật chế. Đức Phật không có chế cái gì hết á. Nhân quả là một sự thật ở trong cõi đời này, nhưng bởi vì chúng ta sống mà chúng ta không thấy được cái đạo lý của nhân quả thì Đức Phật là người chỉ rõ, nói rành để cho chúng ta thấy được cái đó. Nếu chúng ta sợ cái sai, cái quả xấu thì chúng ta sửa nó đi, mà không luận là Phật hay không Phật. Bây giờ ví dụ, bây giờ cái anh đó đó, không cần biết anh đạo gì, ảnh đi ra đường ảnh đánh người ta, ảnh có mắc, ảnh có bị người ta bắt không? Anh đi ăn cắp ăn trộm người ta có bị người ta bắt không? Anh giết người có phải ảnh có bị ở tù không? Bây giờ ví dụ một cái người đó họ đạo Phật, họ đạo Phật dữ lắm, họ tu dữ lắm, do một cơn nóng giận họ cầm dao họ giết người, thì cũng không có thể nói anh này đạo Phật miễn nhân quả. Không cần biết anh đạo gì, anh sống ở đời mà anh làm việc xấu, anh phải trả cái quả xấu. Anh làm việc thiện, anh sẽ được hưởng cái điều thiện. Nhân quả là luật chung chứ không phải cho một tín đồ nào cả.
Cho nên bây giờ cái người đó họ đạo gì cũng biết, họ là không tin Phật, không biết gì, nhưng mà họ sống bằng cái nhân thiện thì cái quả thiện họ hưởng. Cho nên nhân quả, nhân là gì? Nhân là những cái gì chúng ta làm, còn quả là những cái gì chúng ta hưởng, chúng ta nhận. Và giữa nhân quả là nó có cái gì? Có cái duyên. Duyên là gì? Là những điều kiện giúp cho cái nhân quả này, cái nhân này nó sinh tốt. Ví dụ như mình tức một cái người nào đó, mình tới mình nói cho người khác nghe, cái người đó họ tạo duyên thêm nè. Thấy chưa? Giờ bà sáng mắt chưa? Tôi nói rồi bà không tin, con nhỏ này xài không vô. Thì cái người đó họ tăng cái cơn giận họ lên. Tại sao? Vì mình tạo, mình tăng cái duyên. Cái duyên là điều kiện, mình làm cho cái cơn giận của người đó tăng trưởng. Cho nên người đó tức cái người kia thêm nữa, thì cái quả là có thể người đó đi hành hung cái người kia. Nhưng mà nếu người đó vừa khởi cái tâm nóng giận, mình tới mình nói thôi thôi chị ơi, nó còn nít, nó còn trẻ, mình đừng có giận nó làm chi. Ví dụ mình nói những cái gì đó để làm cho cái cơn giận người đó xuống, thì người đó vừa khởi cái nhân nóng giận, mà cái duyên của chúng ta đi tới là cái duyên thiện, thì làm cho cái nhân nóng giận đó không tăng trưởng. Vậy thì cái quả là cái kết quả, là cái kết cuộc của cái nhân. Nhưng mà giữa cái nhân và cái quả nó có cái duyên ở đó. Duyên là những điều kiện mà mình làm cái gì đó để giúp cho cái quả này nó tăng. Ví dụ mình trồng một cái hạt giống xuống đất, nó làm sao tự nó mọc, nó có trái được, mặc dù mình đã gieo xuống đất. Bây giờ mình phải tạo duyên nè, thêm nước, rồi bưng nó ra chỗ nắng, ánh sáng, vân vân, để cho nó đủ duyên, nó thành một cái cây tốt. Đấy, cái hoa này là quả nè. Trước khi nó thành hoa nó là cái gì? Nó là nhân. Vậy thì trên đời này á, không có cái gì mà ngoài nhân quả. Thì bây giờ anh có tin hay không tin, đó là chuyện của anh. Nhưng anh không sống ngoài nhân quả. Vậy thì nghiệp là gì? Nghiệp là những hành động chúng ta làm thành thói quen, gọi là nghiệp. Ví dụ có nhiều người á, nói chuyện thành một cái thói quen là chửi thề, thì cái chửi thề là nghiệp, nhưng mà nghiệp xấu. Thì cũng cái người đó họ nói chuyện mà mở miệng ra cái mồ Phật. Mồ Phật, để tôi nói này cho nghe nha. À, mô Phật không qua anh đó anh đi, thì cái chữ mô Phật cũng là nghiệp, nhưng mà nghiệp tốt. Như vậy thì nghiệp là những hành động, những việc làm, những lời nói, nói chung là những cái gì chúng ta làm thường xuyên thành một thói quen, gọi là nghiệp. Nhưng mà nếu chúng ta không chánh niệm thì có thể tạo nghiệp xấu, còn chúng ta đủ chánh niệm thì tạo nghiệp tốt. Bây giờ người đó không phải Phật, không Phật gì, họ vẫn chi phối bởi nghiệp. Hằng ngày mình sống thành thói quen. Thí dụ bây giờ á, cái người đó làm bác sĩ, người kia cũng làm bác sĩ, hai người này gặp nhau gọi là đồng gì? Đồng nghiệp. Mà bây giờ chỉ cần á, bây giờ Pháp Hòa ví dụ, bây giờ bác sĩ là đi đâu là phải có cái ống nghe khám bệnh, rồi trong giỏ phải có một vài dụng cụ bác sĩ đi. Rồi một hôm đó đó, ổng đi trên xe, rồi ông làm mất nguyên cái vỏ hành nghề của ông. Nhưng mà cái nghiệp bác sĩ ông mất không? Không. Cái nghiệp bác sĩ đâu có mất. Ông đi đâu thì cái nghiệp vẫn đi với ông. Cái nghề của ông mà. Thành thử ra bất quá những cái ống nghe, những cái dụng cụ y tế là trợ duyên để ông hành nghề, hành nghiệp của ông cho nó dễ dàng. Nhưng mà lỡ không có cái đó, ông vẫn hành nghề được. Hay là nói cách khác là nghiệp ông không mất. Bây giờ không có cái ống nghe, ổng có thể bắt mạch, ổng có thể nghe hơi thở người đó, ổng có cách nào đó để ổng trị bệnh cho người ta. Vì cái nghiệp của ông, cái nghề của ông không mất. Tất cả chúng ta sống ở cõi đời này, ai cũng đang mang trong mình một cái nghiệp. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta đang mang nghiệp tốt hay nghiệp xấu thôi.
Và nếu chúng ta biết rằng chúng ta đang mang nghiệp xấu, bởi vì vậy chúng ta tu để làm gì? Để chuyển cái nghiệp xấu đó. Tu là mình chuyển cái nghiệp xấu, chứ có gì đâu. Nói cách khác là tu là thay đổi những cái thói quen xấu của mình. Tôi thói quen tối nào đi ngủ cũng uống một lon bia, đâu có tốt. Chuyển cái nghiệp đó đi. Bây giờ thay vì uống lon bia đi ngủ á, tối nào đi ngủ cũng uống một ly nước ấm. Tại vì máu huyết nó lưu thông, ít có bị stroke, bị tai biến. Cho tối mà đi ngủ uống một ly nước ấm, sáng ngủ dậy uống một ly nước ấm. Tại vì sau một đêm mình ngủ, cái dạ dày mình uống nước lạnh vô, nó lạnh cái dạ dày, không tốt. Sáng ngủ dậy uống một ly nước ấm cho nó ấm tì, ấm dạ dày. Mình tập riết cái thành cái thói quen. Có nhiều người nói tôi uống nước lạnh không được. Không có nước nào tốt bằng nước lạnh. Nước lạnh là rẻ tiền nhất, nhưng mà tốt nhất. Còn Coca Cola, uống Coca lâu ngày là bệnh thành Cola, kêu Coca Cola. Nước nào cũng không tốt. Cho nên á, cái gì mình thành, mình đã quen cái đó rồi. Thí dụ mà ăn cơm xong rồi hút thuốc là một cái nghiệp, nhưng mà nghiệp này xấu. Nghiệp này á, là làm cho phổi mình bệnh. Bây giờ phải tập làm sao đó, ăn rồi đừng hút thuốc. Tại vì một điếu thuốc sau bữa ăn bằng 10 điếu thuốc bình thường. Vì khi mình ăn á, là tất cả bộ phận trong cơ thể mình nó đang tiếp thức ăn, mà nó đưa thức ăn, nó nuôi dưỡng từng bộ phận trong cơ thể. Một khối thuốc hít vô là nó tán ra trong tất cả mấy bộ phận kia luôn. Còn bình thường không ăn uống gì hết, mình hút thuốc thì nó chỉ hại phổi thôi. Nhưng mà trong khi mình ăn, sau bữa ăn rồi thì thức ăn vô trong người rồi là tất cả bộ phận trong cơ thể nó tiếp xúc thức ăn, nó nuôi, nó lấy từng phần nó về nó nuôi. Mà mình hít một khối thuốc vô là nó tán ra trong tất cả bộ phận khác. Hút thuốc là một thói quen, và đó là nghiệp, nhưng mà nghiệp xấu. Vậy thì nghiệp báo, nhân quả không ai do đặt. Phật không có đặt cái chuyện này. Bây giờ mình có tin, Phật nói mình cũng vẫn sống trong nhân quả. Anh không tin, anh cũng sống trong nhân quả. Nhưng nếu anh tin có nhân quả thì anh sẽ cố gắng tạo nhân tốt để hưởng cái quả tốt. Còn anh không tin, anh cứ làm quả xấu đi, thì trước sau gì, cái nhân xấu đi, thì trước sau cái quả xấu anh phải hưởng. Bây giờ anh có tin Phật mà anh không tin nhân quả, anh vẫn làm điều xấu. Dù anh có lại Phật, anh cúng Phật, anh tạo tượng Phật, anh vẫn phải trả nhân quả đó như thường. Chứ không phải anh cúng tượng Phật, anh làm cái gì cho Phật rồi Phật cứu vớt mình. Không phải. Chúng ta sống ở đời, có những cái nó đang sờ sờ mà chúng ta không thấy. Phật chỉ là cái người thấy cái đó, chỉ cho mình. Thế thôi. Ví dụ như trong hư không này có bụi, nhưng mà giờ mình thấy không? Không. Nếu có ánh nắng soi vô, mình sẽ thấy bụi. Ánh nắng chính là chánh niệm, chính là trí tuệ. Bụi tức là những phiền não, những khổ đau. Nếu có trí tuệ, có ánh sáng thì nó thấy được cái bụi đó. Còn chúng ta không thấy thì chúng ta cứ sống trong bụi. Vậy thì qua cái câu hỏi này, không luận người đó tin Phật không tin Phật, mọi người đều sống bằng cái nghiệp của mình, và mọi người đều chi phối bởi nhân quả nghiệp. Do nghiệp, nhân quả nghiệp nó liên kết với nhau. Và có thể nói là nhân duyên nghiệp quả. Cái nhân nó duyên với nhau, lâu ngày nó thành cái thói quen, nó thành cái nghiệp. Cho nên thí dụ một người nào mà thường giận, thường giận cũng là một loại nghiệp. Nghiệp hay giận, đấy không? Cho nên cái chữ quả báo đó, nó không có hẳn là xấu đâu, đừng có sợ nó. Nhưng mà tại vì xưa nay thấy ai mắc cái gì xấu cái mình nói mắc quả báo đó. Nói riết cái thành cái quen, mình hiểu chữ quả báo có một chiều à. Nhưng mà thật sự chữ quả báo nghĩa là những kết quả
mà nó đến với mình thì quả báo này có thể là tốt. Ví dụ như bây giờ á, Pháp Hòa đi tu 30 năm rồi, thì sau 30 năm tu thì ít nhất cũng phải thuộc một vài bài kinh, biết được chút Phật Pháp. Thì bây giờ mình nhìn vô cái ông thầy, mình nói ồ, ông thầy này giờ ông có quả báo. Nghĩa là trong sau 30 năm tu tập, ông được cái quả báo là thuộc kinh. Ví dụ vậy, bây giờ đại chúng tối nào cũng tụng kinh đi, tối nào cũng tụng kinh, thành gì? Thành cái nghiệp, nghiệp tốt. Rồi cuối cùng quả báo của cái nghiệp tụng kinh là gì? Hiểu được lời kinh, nhớ được lời kinh, và thậm chí chuyển hóa được những buồn khổ trong mình. Thì cái quả báo của mình là hiện tại là gì? Là chuyển hóa được khổ đau nhờ mình tụng kinh. Tụng để mình hiểu lời Phật, nhớ và hiểu và tu tập, cho nên giờ được cái quả báo tốt. Cho nên quả báo không phải xấu, quả báo không phải chỉ có một chiều là xấu. Nhưng mà tại lâu nay người ta cứ nói cái gì nó thuộc về tiêu cực, làm tôi xài chữ quả báo cái mình hiểu lầm, mình hiểu cái chữ đó có một chiều. Giống như chữ nhân quả vậy đó. Ví dụ mình thấy cái bà đó bây giờ con bà đánh bà, cái mình nói sao? Quả báo đó, nhân quả đó, tại hồi bằng trẻ đó bà đánh má bà. Cái nghe riết cái mình hiểu là quả báo con chiều hay nhân quả con chiều, chứ thật sự ra mình tạo cái nhân tốt thì được cái quả tốt chứ có gì đâu. Nó đâu phải là chỉ có cái xấu không. À, thì qua cái câu hỏi này thì Pháp Hòa mong đại chúng chúng ta hiểu thêm một chút về nghiệp, về nhân quả hay là về quả báo. Nhân, duyên, nghiệp, quả báo, bốn cái này nó đi với nhau, nó có liên đới với nhau. Và không luận là chúng ta là người Phật không Phật gì, chúng ta đều phải bị chi phối và sống với nó hết. Mình là cái người tạo nghiệp, rồi mình sẽ thừa hưởng cái nghiệp của mình. Thầy cho con hỏi, con có một người bạn mỗi tối thường đọc chú Đại Bi, nhưng từ khi được một người khác nói là chú Đại Bi là giải thoát, đọc nhiều cuộc sống sẽ trở nên cô đơn cô độc. Chú Đại Bi chỉ đọc khi cuộc sống có những biến cố như bệnh tật, khi có những khó khăn trong cuộc sống. Còn từ khi nghe như vậy, bạn con không còn đọc chú Đại Bi nữa. Bạn con hiểu như vậy đúng hay sai? Và quý vị trả lời giùm đi. Đúng hay sai? Sai mà sai bét nè, chứ không phải sai thường nữa. Còn nếu mà nói trật là trật lất nữa, chứ không phải là trật thường nữa. Sai bét mà trật lất nữa. Đối với những Phật tử chưa bao giờ biết chú Đại Bi là gì đó, thì Pháp Hòa xin thưa là chú Đại Bi là mình nói tắt, nói cho đầy đủ là thần chú Đại Bi. Đây là một bài thần chú của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, dạy cho chúng ta trì tụng. Thứ nhất là giúp cho chúng ta định tâm, thứ hai là phát triển lòng từ, thứ ba là tụng có năng lực bảo hộ cho mình. Trời đất ơi, kinh tụng mà càng tụng càng lẻ loi, càng cô độc thì ai dám tụng? Không bao giờ có chuyện đó. Mà hiểu như vậy thì trong Phật giáo chúng ta gọi là cái gì kiến? Trong năm kiến, tà kiến. Tà kiến, cái kiến là cái thấy. Cái thấy nó có năm loại thấy. Biên kiến là thấy bên nè, tà kiến là thấy sai lệch nè, kiến thủ là cái thấy rồi mình chấp nè, giới cấm thủ là những giáo điều mình đọc trong mình chấp trước nè. Cái tà kiến là một cái thấy sai lầm. Đây là một loại tà kiến. Cho nên nó tu mà không học thì thêm lớn vô minh, học mà không tu là thêm lớn tà kiến. Nếu tu mà không chịu học hành gì hết, không chịu nghe pháp, không chịu giảng, càng tu càng mù, càng tu càng mù, kêu tu mù, không biết cách tu. Thành nữ tu mà không học, không nghe pháp thì vô minh thêm lớn. Mà học cho thiệt nhiều mà rốt cuộc không hành gì hết thì đây sanh tà kiến vậy đó.
Làm gì có cái chuyện tụng kinh trong trong khi đó kinh chưa hề nói mà mình tự nói không à? Mấy câu này là mình tự nói chứ không có một cuốn Đức Quan Âm không thể nào nói thần chú đại bi này là đọc để khi bệnh tật, còn bình thường đừng đọc, đọc sẽ bị cô đơn. Đâu có chú nào nói vậy, chắc có thím nói chứ chú không có nói. Nếu mà có chắc thím nói chứ chú không có nói. Cho nên thưa đại chúng, đừng có hiểu như vậy. Rồi cũng có một cái hiểu nữa là tụng chú đại bi phải ăn chay trường, tại vì chú đại bi là chú từ bi. Còn ăn mặn thì tụng không linh. Mô Phật. Nếu vậy chắc chỉ có mấy thầy thôi, hay là một vài người ăn chay trường được thôi, còn đa số tu cũng được, cũng không nên hiểu như vậy. Tu với ăn nó có dính dáng gì hết trơn. Chuyện ăn là chuyện của mình, quan trọng là mình sửa tâm sửa tánh. Ăn chay trường mà tâm tánh chưa sửa thì cũng như không, phải không? Thành thử ra cái quan trọng là mình sửa tâm sửa tánh. Mình học cái gì từ kinh Phật, Phật dạy mình, chứ đâu phải là cái chuyện gọi là ăn chay trường không chay trường. Thì con bò nó có ăn chay trường đó, con bò nó có ăn thịt đó, nó ăn cỏ không đó, mình không lại nó đi. Cho nên đừng có hiểu như vậy, hiểu như vậy nó sai lệch dữ lắm. Mà tu một chập rồi đó, tự nhiên thay vì mình có an lạc, mình có thảnh thơi, mình có sự tự do, thì càng tu càng sanh tâm sợ hãi. Sợ cái gì? Sợ bị Phật quở, sợ bị Phật phạt, sợ cô đơn, sợ nhà lộn xộn, đủ thứ sợ. Mình tụng kinh để phát, để mà làm cho mình hết cái sợ hãi khổ đau. Mà càng tụng càng sợ thì thôi tu để làm gì? Mà con người mình rất là nhiều sợ, mà người ta nắm cái chủ yếu mình sợ, cho nên ta hù, ta dọa nè. Còn nếu như mà mình nhìn với cái cặp mắt là đây là một dạng ma đó, nó dẫn mình đừng tụng nữa, đừng tu nữa. Nó biết mình sợ cô đơn cho nó tụng không? Tụng cô đơn nghe, sợ cô đơn khỏi tụng. Mà khỏi tụng thì khỏi tu, mà khỏi tu thì ma nó có dân. Mình tu thì ma nó thiếu dân. Cho nên đừng có nghe câu này. Có nhiều người nói là tụng chú đại bi á, tụng tới cái chỗ đó phải thêm tên mình vô. Còn không tụng cái chỗ đó không thêm tên mình vô, Phật không biết mình là ai. Những cái hình thức, những cái hiểu như vậy sai lắm. Mà khổ nổi nè, Phật tử á, mình muốn biết chính xác chuyện gì, mình phải hỏi những cái vị xuất gia. Ta tu, ta bảo đảm, ta có học. Xuất gia, mà các vị xuất gia phải có bổn phận học nha. Xuất gia mà không chịu học, mà tới hồi Phật tử hỏi mà trả lời cũng rất bớt nữa. Cho nên là không có thể nào hiểu được là tụng chú đại bi thì càng trở nên cô độc. Đừng hiểu như vậy. Rồi bây giờ câu thứ hai. Con biết thầy rất busy, con chỉ hỏi thầy một câu thôi. Con rất tin vào Bồ Tát Quan Âm, vậy hàng ngày con không niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà con thường niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát được không thầy? Tại vì người ta thường nói niệm Phật chứ không có nói niệm Bồ Tát. Cái câu này thì thấy thương nè. Tại vì đa số ai ta cũng nói niệm Phật đi, niệm Phật đi, chứ đâu có ai nói niệm Bồ Tát đi, niệm Bồ Tát đi. Mà cái vị Phật tử này thì thích Đức Bồ Tát Quan Âm, cho nên niệm Đức Bồ Tát Quan Âm không. Mà bây giờ mình niệm vậy có trật với câu mình thường nói không? Thưa, tại vì mình hiểu chữ, mình hiểu một chữ, một cái chữ nào mình hiểu đó thôi. Chữ nào nghĩa đó mình hiểu vậy đó. Cái chữ niệm Phật á, Pháp Hòa thường nói hoài đó, chữ niệm có nghĩa là nhớ nghĩ, thường nhớ nghĩ tới Phật. Mà cái chữ Phật là một danh từ chung, cho dù mình cảm niệm Đức Bồ Tát nào, mình niệm Bồ Tát đó cũng được hết, không nhất thiết phải là niệm Phật A Di Đà. Bất cứ một vị Phật, một vị Bồ Tát nào mà mình có cái nhân duyên với vị đó,
mình thường niệm vị đó đều được hết. Đó là Pháp Hòa nói theo cái danh, theo cái hiểu thông thường, người ta thường nói chữ niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm liên tục, vậy là kêu niệm Phật đó. Cái đó mới chỉ là một nghĩa của chữ niệm Phật thôi. Bây giờ cái nghĩa sâu sắc hơn nè. Niệm Phật là niệm sao? Không phải chỉ cái miệng niệm Nam Mô Di Đà Phật hay là niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, mà chữ niệm Phật ở trường hợp sâu sắc này là luôn luôn nhớ nghĩ đức hạnh của Phật để học theo những cái hạnh Phật. Cái đó mới chân thật nghĩa của chữ niệm Phật. Ví dụ Đức Quan Âm là hạnh gì? Hạnh từ bi, hạnh nhẫn nhục. Thì mình nếu niệm Quan Âm là mình phải niệm cái hạnh đức của Ngài là từ bi nhẫn nhục. Cho nên thí dụ như hôm nay á, mình đi ra chợ, mình bị một cái người đó người ta hiểu lầm, ta kéo mình vô góc, ta mắng mình một hơi, cái mình cũng nổi xung thiên, mình lên mình mắng xả người ta ở giữa chợ, rồi hai bên gây gỗ với nhau. Còn nếu như mình nói rằng thôi chị này chắc chị hiểu lầm, thôi chị bây giờ chị đang hiểu lầm em, chị nói chị giận nói la lối, mà bây giờ em nói nữa là có chuyện, thôi hôm nào chị bớt giận rồi mình sẽ bàn, tức là mình làm sao mình lắng. Lúc đó đâu có niệm Quan Âm Bồ Tát đâu, nhưng mà có niệm không? Có niệm, tại mình học cái nhẫn nhục của Quan Âm. Cho nên cái chữ niệm á, người ta hiểu lầm một cái nghĩa đơn giản là lâm râm niệm cái tên của vị Phật Bồ Tát kêu là niệm Phật. Cái nghĩa đó được, nhưng mà nó còn mới có cơ bản thôi. Mà thưa đại chúng, bên Ấn Độ ngày xưa người ta đâu có niệm vậy. Người ta đâu có ngồi ta niệm cả ngày Nam Mô Di Đà Phật vậy đâu. Ta niệm những đức hạnh của Phật. Phật là đấng ứng cúng, Phật là đấng chánh biến tri, Phật là đấng thiện thể, Phật là bậc giải thoát tri kiến, Phật là Như Lai, là Thế Tôn. Ta niệm những cái hạnh đức của Phật. Thì bây giờ mình cũng vậy, mình hãy niệm cái hạnh đức của Phật. Để chi? Để chúng ta ứng dụng thật sự trong cuộc sống hàng ngày. Như vậy gọi là niệm Phật. Cũng giống như nghĩa của chữ thờ Phật. Thế nhiều người mình hiểu đơn giản là thỉnh tượng Phật về đến bàn thờ mỗi ngày thắp nhang, mỗi tuần thứ bảy đi mua bông mua trái về đến bàn thờ kêu thờ Phật. Được, không sao hết á. Nhưng mà cái nghĩa đó nó cơ bản thôi. Còn cái nghĩa sâu sắc của chữ thờ Phật nè, nghĩa là chúng ta mang tượng Phật về để trong nhà, thì cũng có nghĩa là chúng ta hãy thỉnh Phật ngự ở trong lòng mình, để mỗi khi mình làm việc gì, sắp sửa làm việc gì không thiện, thì mình nhớ là mình là Phật tử. Thì tự nhiên nhớ mình là Phật tử thì mình giảm thiểu đi cái hành động gây cho người khác đau khổ. Mình sẽ giảm thiểu đi lời nói gây cho người khác đau khổ. Như vậy mới gọi là thờ Phật. Cũng giống như quý vị đeo chuỗi nè. Có nhiều người ta nghĩ đeo chuỗi để bình an, cho nên ta kiếm chuỗi ta đeo. Mà đâu phải chuỗi thường đâu, chuỗi gỗ, chuỗi trầm, chuỗi ngọc, chuỗi gì đủ thứ hết. Nhưng mà người ta đeo đó là để trang sức thôi, ta đeo cho nó đẹp, fashion, mode. Nhưng mà người Phật tử mà đeo chuỗi mà hiểu rõ cái ý nghĩa đeo chuỗi đó sâu sắc rồi, họ đeo mà vô quái ngại. Nè, đeo vô tay này nghe. Thì vừa đưa cái tay lên chỉ cái bà kia, bà coi chừng tôi nghe này nha. Trời, chuỗi. Nó mô Phật. Cái miệng mình vừa giơ tay nó, bà coi chừng tôi nghe. Một mặt tay thôi là răng nú lẫn lộn nghe. Thì mình nhớ mình đưa cái tay này lên. Trời đất ơi, tay mà đeo chuỗi mà chỉ chỏ nói cái lời độc địa như vậy, thụt lại liền. Thay vì nãy mới vừa đưa về cái tay mô Phật. Hiểu được cái ý nghĩa đeo chuỗi. Ta đeo chuỗi là cho nên vừa rồi mà kể đại chúng nghe một câu chuyện đó. Có một em nhỏ đạo chúa, ba mẹ mới gửi lên chùa học một cái khóa hè. Thì Pháp Hòa có biết đứa nào chúa đứa nào Phật đâu. Thì tới giờ mình tặng quà mình tặng hết, thì Pháp Hòa phát mỗi đứa sâu chuỗi hết. Mà Pháp Hòa dặn mấy đứa nó
con đeo cái sâu chuỗi này để khi nào con sắp làm việc xấu, con dơ lên sắp làm xấu thì con nhớ cái sâu chuỗi này nhắc con làm việc tốt. Pháp Hòa đâu có biểu nó niệm Phật gì đâu, mà biểu nhớ vậy thôi. Cái nó đi về, nó đi về cái nó gặp chú bác gì của nó la nó: mày có biết mày đạo chúa không, mày đeo cái này đem giục thùng rác đi, thế này thế kia. Cái nó không giục, nó đem về nó hỏi má nó. Nó nói: mẹ, bác la con, bác không cho con đeo. Cái thì mẹ nó xoay qua hỏi: nhưng mà lúc thầy cho con, thầy dặn con cái gì? Nó nói: thầy dặn con á, đeo cái này để khi nào con sắp làm việc xấu á thì con nhớ cái này nhắc con làm việc tốt. Mẹ nó hỏi: mà con có thích vậy không? Nó nói: dạ con thích. Thế thì con cứ đeo. Vậy thì đeo chuỗi á, có nhiều người đeo rất nhiều chuỗi, đủ kiểu đủ thứ mà chưa hề lần một sâu nha. Tại vì nghĩ rằng này, đeo cái này để bình an thôi. Nhưng mà nếu bình an được, sẽ được bình an nếu đừng làm việc xấu, sẽ được bình an nói nếu đừng nói bậy, sẽ được bình an nhưng mà với điều kiện là vừa định đánh người ta nhớ thụt tay lại, thay diền dạy thành vậy. Thành thử ra tu là mình chuyển hóa vậy thôi. Đó là niệm Phật đó. Không niệm Phật à, nhưng mà vừa ra vậy là niệm Phật liền. Đó nghĩa niệm Phật đó. Cho nên tụng cái câu này không: nguyện hiểu Như Lai chân thật nghĩa. Cái nghĩa chân thật của Như Lai tuyên thuyết hồi sáng mình tụng đó: tinh thông giáo nghĩa huyền vi, nghĩa lý của kinh huyền vi và huyền diệu và thâm và sâu lắm. Cho nên á, mình có niệm bất cứ vị Phật nào. Có vị hỏi: thưa thầy, ở nhà con thờ Phật Thích Ca mà tối nào con cũng niệm Quan Âm, vậy Phật Thích Ca có buồn không? Trời ơi, chúng sanh mình đã sống với nhau mình mới buồn rầu cả ngày, chứ còn đã là Phật rồi thì ai buồn chi mấy chuyện đó. Mà hơn nữa Phật Thích Ca là thường dạy mình phải niệm Phật, niệm Bồ Tát, thì mình có niệm ai thì ngài cũng vui thôi. Ngài nói you good, con tốt lắm, con theo lời ta dạy. Chứ Phật đâu có đi ganh tị mấy chuyện đó, tị với chúng sanh mình. Mình sống với cái tâm chúng sanh phàm phu của mình, ganh tị với nhau từng chút, chứ Phật Bồ Tát đâu ganh tị kiểu đó. Cho nên cái câu hỏi này được. Bởi vì sao? Bởi vì đây là cái tấm rất thật, tấm lòng thật. Kính bạch thầy, cho con hỏi. Con thấy ở các chùa tại sao lại cúng sao giải hạn, cúng tam tai. Dịp Tết con đi chùa thấy có bảng tam tai viết dần ngọ tuất, và có một thầy nói là 3 tuổi này năm nay xui xẻo lắm, có thể bị tai nạn, và nói mọi người viết tên để thầy cúng. Con thấy Đức Phật không có dạy như thế, giống mê tín mâu thuẫn quá. Mỗi năm người ta hay đi cúng sao giải hạn. Thưa đại chúng, có một cái ý ta gọi là tam tai. Quý vị hiểu chữ tam tai không? Một chu kỳ là 12 năm. Thì người ta quan niệm rằng cứ 12 năm thì 9 năm mình an lành thì có 3 năm xui. 3 năm liên tiếp xui, mà thường thường á ba cái tuổi nó đi chùm với nhau, nó đi theo tam hạp. Quý vị biết tam hạp không? Tam hạp là dần ngọ tuất, hợi mẹo mùi, thân tí thìn, tỵ dậu sửu. Đây còn gọi là tam hạp. Còn tứ hành xung á là dần thân tỵ hợi, tí ngọ mẹo dậu, thìn tức sửu mùi. Bốn cái tuổi này đi chung kêu tứ hành xung. Nhưng mà những cái ý như vậy đó là quan niệm nhân gian tín ngưỡng của Trung Hoa, và nó ảnh hưởng vào đời sống văn hóa của người Việt. Mà dù là người Việt hay người Hoa thì những cái tín ngưỡng này nó nằm trong tín ngưỡng nhân gian, chứ không liên quan gì đến Phật giáo hết. Phật giáo không hề dạy
vấn đề xui xẻo, cử kiên, kỵ tuổi này tuổi kia gì hết, không có cái đó. Mà Đức Phật dạy như thế nào? Ngày nào, tháng nào, giờ nào, năm nào, nói tốt, nghĩ tốt, làm tốt là ngày, tháng, năm, giờ tốt. Nếu năm đó, ngày đó, tháng đó, giờ đó nói xấu, làm xấu, nghĩ xấu thì ngày đó là năm xấu, ngày xấu, thế thôi. Như vậy thì xấu tốt là tùy cái tâm của mình. Thí dụ hôm nay mùng 3, mùng 7 gì đó mà mình đi vô trong casino, mình đánh nó thua, nó nói trời ơi sáng đi chơi còn quên coi ngày, nhằm ngày tam nương bởi sạch bách. Nhưng mà rồi bữa khác đâu phải ngày tam nương đâu, đâu phải mùng 3, cũng không phải mùng 7, không phải ngày tam nương, mình đi chơi nó cũng thua như thường vậy. Rồi bây giờ cho dù mình lật lịch, mình coi trong lịch để là hôm nay, mà cũng không có cuốn lịch nào để là hôm nay được đánh bài hết á. Không cuốn lịch nào nói câu đó đó. Cho nên theo cái tin mà gọi là chân thật của Đạo Phật thì không có sinh xâm bói quẻ cúng sao giải hạn ngày tốt ngày xấu gì hết. Nhưng mà trong Phật giáo là có một nghi thức hình thức cúng cầu an cầu nguyện bằng cách là thắp đèn tụng kinh để giúp hướng dẫn mình sống tốt. Rồi ông thầy bói ông thọc một câu nha, ông nói năm nay xui lắm nghe, tam tai nè, nhưng mà nếu mà ăn chay mà làm phước mà cho nhiều đó thì sẽ hết. Cái mình nghe mình cũng ăn chay, đi chùa làm phước, nhưng mà thật sự mục đích làm phước đi chùa ăn chay là bởi vì sao? Bởi vì mình sợ xui. Như vậy thì cái hành động đó tốt, nhưng mà nó tốt ở cái mặt là cho mình và sợ xui, mà cái gốc xuất phát của việc làm tốt đó từ cái vô minh. Vô minh là mình không hiểu đạo lý. Vì không hiểu đạo lý cho nên mình mới đi tin những cái đó, rồi mình làm cũng là một cái, nó là một cái ý tốt là hướng dẫn, chỉ dẫn cho người ta làm tốt, nhưng mà nó chưa rốt ráo. Con người vì sợ mà làm, chứ không có ai bình thường mà tự phát tâm hết đó. Bởi vậy cho nên là vì sợ quá cho nên đem Phật một dĩa trái cây đâu chừng 4 trái táo, thơm thảo thêm chùm nho nảy chuối, nhưng mà cầu nguyện hết nửa cây nhang. Vậy thì Phật cái tu để thành Phật rồi ngồi để chờ mấy nảy chuối của mình, mấy trái táo của mình, mà nói rõ ràng hơn là ăn hối lộ. Mình đến với Phật có sự đổi chác: Phật ơi con xui quá, giờ bữa nay con cúng Phật nảy chuối, Phật phù hộ cho con. Mà nếu như mà may mắn nha, mà mình cầu nguyện xong cái nó hên, cái nó trúng, cái mình đồn ra liền đó, Phật chùa Trúc Lâm linh lắm. Mà nếu mà Phật chùa Trúc Lâm mà linh đó, là mấy thầy trên chùa cũng khỏe ru luôn, tại vì ăn trái cây quanh năm. Phật linh quá, mình đem mình cúng, mình trả lễ cho Phật, trả lễ Phật là mấy thầy được hưởng. Mà Phật nào mà không linh là mấy thầy chùa đó đói, ta không linh là không cúng. Như vậy thì mình đến với Phật có cái gì? Có cái đổi chác quyền lợi. Phật phù hộ con cúng, Phật không phù hộ con cúng, trật lắm rồi. Phật nhà bỏ ngay vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan bỏ hết để làm một cái việc là tu tập để thành tựu được những cái đạo lý sáng ngời truyền đạt cho mình, chứ Phật đâu phải bỏ cung vàng điện ngọc cả đời của Ngài để mà đi chờ mấy cái trái cây, mấy cái miếng bánh của mình. Nhưng mà nếu mình có dâng cúng cho Ngài là chỉ tỏ một chút lòng thành kính của mình, chứ còn không cúng cũng chẳng sao. Đừng có nghĩ rằng tới Phật phải có cái gì đó, mình đến bằng một tấm lòng cũng được. Cho nên quý vị thấy có cây nhang thắp sẵn trên bàn thờ, quý vị cứ tới lễ Phật đi, không cần phải thắp nhang đâu. Không phải mỗi người cây nhang Phật mới chứng đâu. Mà nếu mà thắp nhiều quá khói đó, Phật nhăn nhăn, Phật nhìn không kỹ rồi, phụ hộ không kịp nữa đó. Mà không thắp gì hết mà Phật nghĩa là sáng mắt, Phật nhìn rõ coi mình là Nguyễn Thị Sủ, Phật phụ hộ cho rõ, chứ còn thắp mỗi người cây
Còn quan niệm là bây giờ cứ nghĩ 100 người mà mỗi người 3 cây là 300 cây nhang, khói cây mắt Phật nhìn lội lo dụi mắt không nhìn. Mình nói Phật ơi con nè, Phật nhìn không kỹ nữa. Con nè, nhưng mà Phật đang khói mắt quá nhìn không rõ. Thấy người ta thắp sẵn cây nhang rồi, mình cứ việc lại Phật là được rồi, không cần thắp nhang đâu. Không phải mỗi người phải mỗi cây nhang. Bởi vì cây hương là tượng trưng cho giới hạnh, thắp một cây là đủ, tỏa. Và thưa đại chúng, đến một lúc nào đó, cái chất hóa chất mà người ta làm trong nhang nhiều quá đó, chúng ta cũng không nên dùng nữa đó. Và thưa là nhang mà càng mùi chừng nào là hóa chất nhiều chừng đó, không có tốt đâu. Thì mình thắp nhang nhiều không có tốt, một cây tượng trưng thôi. Bởi vì hương là tượng trưng cho hương đức hạnh, đèn là tượng trưng cho trí tuệ, hoa là tượng trưng cho nhân, trái cây là tượng trưng cho quả, nhang đèn bông trái là tượng trưng cho đạo lý hướng dẫn chúng ta sống, có nhân quả, có trí tuệ, có giới hạnh. Mà thưa đại chúng, người sống mà có trí tuệ, có nhân quả, có giới hạnh, có phải đẹp không? Quá chừng đẹp thì tự nhiên người đó là một cái bàn thờ tuyệt vời, đi lên đâu cũng tỏa ra hương, ra hoa, ra quả cho mọi người được hưởng. Cho nên cái ý niệm cúng tam tai cũng không có. Mà nếu như nhà chùa mà có làm thì chắc có lẽ là cũng phương tiện tùy thuận chúng sanh mà làm thôi, chứ còn thực chất là không có. Nếu như mà mình xin một cái quẻ rồi lúc nào mình sống mình cũng sao, mình cũng tùy thuận vào cái vấn đề xin xăm báo quẻ mà không quyết định được cái gì hết, cái gì cũng phó thác cho đấng tối cao nào ở trên hết, không được. Tổ Quy Sơn nó đừng để ai quyết định đời mình, mà mình phải là cái người quyết định cho đời mình. Cho quý vị thấy, một đứa nhỏ nếu nó muốn trở thành một bác sĩ, tự thân nó sẽ trở thành bác sĩ. Mình không ép nó được nếu nó không có khả năng. Mà nhiều khi những cái thảm trạng đau lòng là mình cứ muốn con mình là bác sĩ với dược sĩ với kỹ sư, cứ ép mà nó khả năng nó không làm được, cái cuối cùng nó buồn quá, nó thấy nó không làm được gì cho cha mẹ nó vui, nó tự vẫn nó chết. Rồi khi tự vẫn nó chết cái mình rồi khóc lên, thôi con ơi con sống vậy đi, giờ con là cái gì cũng được hết. Mà cái lúc nó còn sống, sao nó là một đứa con bình thường, nó đi học theo cái ý thích của nó mình không chịu. Rồi cái đó là cái nguy hiểm. Cái đó là mình không thấy rõ từ cái nhân đó, mình đợi tới cái quả cái mình chuyển. Và thưa đại chúng, những cái đó là do cái gì? Người ta quy nạp theo cái mức độ phần nhiều thôi. Ví dụ ha, có nhiều người ta nói vậy nè, người ta quan niệm rằng con gà đó là cực khổ lắm, nó phải mổ mới có ăn. Mà nếu mà con gà đó nó xui xẻo, nó không mổ dầm bồ lúa, nó mổ dầm dây thun, nó nuốt dây thun nó cực lắm, cho nên ai tuổi dậu nó sâu khổ. Mình quy nạp vậy thôi, quy nạp là phần lớn số nhiều, cái mình gom lại đại khái dài trường hợp nó na ná giống nhau vậy, là bắt đầu mình trở thành ra một sự quy nạp tổng hợp. Tuổi nào cũng giống nhau hết. Ví dụ ta nói tuổi Dần nó cao số lắm, lận đận tình cảm lắm. Em cũng tuổi Dần nè, đi tu như em đi khỏi lận đận. Tuổi Dần lận đận tình cảm lắm. Vậy là quý vị rõ ha. Cho nên sau này mình có thấy ai làm những cái điều đó, mình biết đây không phải là của Phật giáo. Mà nếu các chùa có làm là chẳng qua là tùy thuận thế gian thôi, chứ còn Phật giáo không có. Nhớ, chỉ cần tâm nghĩ tốt, lời nói tốt, hành động tốt, ngày đó nhất định là ngày tốt.
Bây giờ hôm nay thí dụ nha, hôm nay là rằm lễ Phật đản nha, theo quan niệm là tốt chứ gì. Thử bây giờ ra đường chửi người ta coi người ta chửi lại không. Đừng có lựa ngày chửi người nữa. Đấy, hôm nay rằm mà chửi nó chắc nó nín thinh nó để cho mình chửi à. Không. Nói thời thế gian là không có dễ đâu em. Cứ mình cứ nghĩ là ngày thế, bây giờ lựa là ngày rằm là ngày tốt đi, là thử làm việc xấu đi rồi biết. Phải không? Thành không có chuyện đó đâu. Cho nên hồi xưa nó cất cái chùa này, mấy vị tới hỏi tuổi thầy viện chủ, hỏi tuổi Pháp Hòa, bấm bấm cái nó trời đất ơi, sao thầy cất chùa mà thầy xây hướng này. Hỏi thầy viện chủ, hỏi tại sao không xây được. Nó xây cái hướng này là hai thầy làm không được chuyện lớn đâu. Cái thầy viện chủ thấy nó trời Phật ơi, tôi cất chùa cho Phật ở chứ tôi đâu có ở, tôi ở ké. Tôi với ông thầy Pháp Hòa ở ké, không thấy hai phòng có chút xíu ở sao đây, Phật cũng ở chính. Tôi cất cho Phật ở, mình là ở ghé Phật thôi. Rồi có một vị, cái ngày khởi công xây cái chùa này là quý vị biết không? Ngày 31 tháng 10 lễ gì? Halloween. Có vị mới tới mới nói trời ơi, hết lừa hết ngày, lựa ngày cô hồn. Cho nên mình luôn luôn một cái quan niệm, mình làm việc thánh thiện, mình làm việc tốt cho đời, cho người, bao giờ xấu. Ngài cứ nhớ vậy. Trong kinh Phật nói tốt, nghĩ tốt, làm tốt, ngày, tháng, năm, giờ đó tốt. Ngược lại, nói xấu, nghĩ xấu, làm xấu, ngày đó, giờ đó, tháng đó, năm đó là ngày giờ xấu. Con có rất nhiều điều muốn nhờ thầy chỉ dạy. Hôm nay con mạo muội gửi thầy, mong thầy bớt chút thời gian quý báu giải quá giải cho con. Từ khi con biết đến Phật giáo và các bài thuyết pháp của các thầy, con thường xuyên mở nghe. Có phải con thường xuyên mở nghe nên các vong linh hương linh về cùng nghe, nên trong nhà con có nhiều chuyện lục đục không bình thường, có phải vậy không? Quý vị trả lời luôn giùm đi. Phải vậy không? Trời Phật. Thử hỏi mình nghe pháp, mình nghe điều thiện, mình trở thành người thiện, người tốt. Giả dụ như có vong linh nào nghe, không lẽ họ nghe ngược lại, nghe điều tốt trở thành điều xấu, họ đi lục đục mình. Một câu hỏi. Thật sự cái vị Phật tử này, những câu hỏi đều rất chân thật, từ những cái tấm lòng không hiểu mà hỏi. Nhưng mà những ai đó đi tuyên truyền những cái ý nghĩa này hoàn toàn không có một cái chút gì gọi là hợp tình hợp lý hết. Tiếng Anh nó gọi là no sense. Tại sao một người khác nghe thẩm thấu làm tốt mà một người khác nghe lại làm xấu làm sao? Cho nên có nhiều người nói có nhiều người quan niệm rằng tại vì mở nghe như vậy cho nên các vong linh nó về rồi nó phá trong nhà mình, làm cho gia đình mình lục đục. Làm gì có chuyện đó. Vâng, và ví dụ bây giờ quý vị không mở băng kinh đi, quý vị mở phim, phim action, phim đâm chém, phim tầm bậy tầm bạ trong nhà, mở tối ngày sáng đêm, rồi vong linh nó về nó coi nữa làm gì. Bây giờ nó nghe pháp mà nó còn không tu nữa, thì nó coi cái phim nó chắc nó tu à. Cho nên không có một cái quan niệm như vậy nữa. Đấy cũng một dạng gì? Tà kiến. Có nhiều người nói tối ngủ đừng có mở máy niệm Phật, trong nhà đừng có mở máy niệm Phật. Mở như vậy rồi vong linh nó vô, nó nghe nhiều lắm, nó ở trong nhà, nó làm cho nhà mình lục đục cả ngày. Mình không nghe mình mới lục đục chứ. Tại mình lục đục chứ vong nào lục đục. Rồi mình trả lời một câu hỏi nữa rồi mình nghĩ. Trong kinh Địa Tạng nói người cõi âm chỉ nhận được một phần công đức, còn lại sáu phần là do người cõi dương hưởng. Và các thầy cũng thường dạy Phật tử rằng khi hồi hướng nên nhớ đến pháp giới chúng sanh, oan gia trái chủ.
Nếu vậy khi con hồi hướng công đức phước báo nhiều nơi như vậy, con có vô tình làm cho phần phước báo, tức là một phần của người thân của con bị chia bớt không? Quý vị hiểu câu hỏi không? Tức là trong kinh nói á, 7 phần công đức khi mình làm được cho một cái người mất á, thí dụ một cái người mất, mình làm việc phóng sanh, ăn chay, bố thí gì đó, hồi hướng cho người mất, mà 7 phần công đức người chết hưởng có 1 phần thôi, còn 6 phần còn lại là của người còn sống. Thì câu hỏi là bây giờ người thân của con hưởng có 1 phần à, mà đã vậy rồi mình còn đem phổ nguyện pháp giới chúng sanh nữa, vậy người thân của con có bị chia hết phần còn lại không? Đã hưởng có 1 phần mà còn bị chia nữa. Câu hỏi vậy đó, cũng có lý không? Đem cho cái bánh rồi còn bắt chia 10 người ăn nữa. Thưa đại chúng, tại vì mình hiểu cái chữ phước ở đây á, là nó có limit, nó có hình, có tướng, cho nên nó mới bị hạn hẹp trong khuôn khổ. Còn cái phước mà ở đây muốn nói là cái phước từ tâm. Cái phước từ tâm là cái phước vì vô cùng vô cực. Mà mình làm việc gì mà biết nghĩ tới mọi người thì cái đó nó mới gọi là vô cùng. Phóng vào ví dụ vậy nè, một ngọn đèn mình thắp lên đây, ở dưới đây quý vị có 1000 cây đuốc hoặc cây đèn, quý vị đến mồi lửa từ cái cây đèn chánh này. Có vì tại quý vị mồi lửa 1000 cây mà cái đèn chánh này nó bị lu mờ cái lửa không? Không. Cũng như thế, phước của mình hồi hướng là mình hồi hướng bằng cái tâm lực, cũng giống như một ngọn đèn, không bao giờ mà do 1000 cái đèn khác tới mồi, ngọn đèn này cũng không thay đổi. Ở đây nó nói tới cái chỗ một đây đó, cái một đây là tượng trưng cho gì? Một sự nhất tâm. Nếu mà sự nhất tâm của mình mà có rồi đó thì không việc gì mà không thành. Chỉ sợ chúng ta làm mà không nghĩ tới tha nhân thôi. Phong vào ví dụ á, đi chợ mình nấu ăn, mình nấu khách, mình nói hôm nay có một người khách tới, nhưng mà không bao giờ mình nấu ăn mà đủ cho một người khách ăn. Đa số nói mặc dù một người khách, vì đãi một người khách, nhưng mà mình cũng sẽ nấu sao đủ cho cả nhà, và tùy theo cái số lượng 200-300 người, mà ngày đó có một người khách nhưng mà mình cũng nấu cho 200-300 người ăn. Vậy thì đâu phải là nghe tiếng chữ một đó là chỉ có một đâu, nhưng mà có một đó là biểu tượng. Nếu chúng ta có một tấm lòng thì tấm lòng đó sẽ trang rãi được hết, không có gì trở ngại hết. Cho nên đừng có lo là người thân của mình hưởng có một phần mà còn bị chia. Nếu cái tâm rộng rãi của chúng ta mà chia đều ra, hay là cái tâm rộng rãi của chúng ta trùm khắp, thì nó không bị hạn hẹp. Bởi vì cái tâm của chúng ta nó không có hình tướng, mà chính nó không có hình tướng cho nên nó là sao? Nó trùm khắp, không có bị hạn hẹp. Một cái người người ta đau khổ á, cái sự đau khổ của chúng ta như một muỗng muối. Nếu cái muỗng muối đó đổ vào cái ly này thì nó rất mặn, nhưng nếu muỗng muối đó mà đổ xuống sông thì không ăn thua gì hết. Cũng như thế, đau khổ của chúng ta cũng giống như một muỗng muối thôi. Nước trong chung hay là nước ở trong đại lòng sông, đó là lòng của chúng ta. Nếu chúng ta cảm nhận nó hẹp hòi thì nó sẽ là một khối đau khổ. Còn nếu chúng ta cảm nhận nó rộng rãi thì tự nhiên chúng ta nhẹ đi đau khổ. Phóng vào ví dụ, thí dụ bây giờ cái người đó không còn thương mình nữa, người đó nói với mình là hết duyên với mình, hết thương mình rồi. Nhưng nếu chúng ta ôm khối đau khổ đó thì chúng ta mặn lắm, tại vì mình chỉ thấy người đó phải là của mình thôi. Nhưng mà nếu chúng ta rộng rang chút nữa, chúng ta nói thôi, mình với người đó duyên đã hết, và hôm nay người đó tiếp tục duyên với người khác,
Bây giờ nếu người đó không còn thương mình nữa mà người đó thương người khác thì cũng tốt thôi. Chỉ cần mình nghĩ nó nhẹ nhàng, tất cả sự có sự hội hợp và sự chia ly đều là duyên hết. Đủ duyên thì có mặt, cũng đủ duyên chúng ta chia tay. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ cái người đó họ sống với mình, họ làm khổ mình mỗi ngày. Bữa nay họ không còn làm khổ mình nữa, mình cũng khổ luôn nữa đó. Tôi ước gì ở với tôi cũng được, mình chỉ cần làm khổ tôi thôi. Nhưng mà lúc còn ở chung thì than rên dữ lắm, nói trời ơi không biết chừng nào tôi mới được dứt. Mà tới hồi người ta dứt thì khóc. Sao mình không nghĩ hết nghiệp? Thay vì mình nghĩ đây là sự đổ nghiệp, trời tôi tu chắc tôi bị đổ nghiệp, sao giờ vợ không thương, chồng không thương, không, nhờ mình tu cho nên nghiệp hết. Còn nếu mà nghĩ nợ này không mình trả dứt rồi giờ bắt đầu lấn vào nợ khác, người khác tiếp tục trả giùm mình. Hay là mình nói rộng hơn, nếu như mình là người đang chịu khổ, thôi nếu mình không chịu cái cảnh này thì chắc cũng sẽ có người khác chịu, thôi để mình chịu còn hơn người khác chịu. Cũng muốn muối thôi, mà ăn thua mình để xuống sông hay mình để ở trong nước. Vừa rồi Pháp Hòa có đi Mỹ giảng xong thì có một vị Phật tử mời về hộ niệm cho người ba đang bệnh nặng sắp mất. Thì Pháp Hòa về là đây 2 ngày sau thì ông cụ mất. Thì sáng nay Pháp Hòa mới gửi cái thư chia buồn. Thì trong cái mail Pháp Hòa viết: mình mất một người thân, mình đau lắm, buồn lắm, nhưng người thân đó vẫn còn đây với mình. Mà mình chịu không nổi là vì cái sự đau đớn, bệnh tật đã làm họ khổ và mình cũng khổ theo. Tuy họ chết, nhưng mà cái sự đau đớn đó không còn hành hạ họ nữa. Và nếu mình nhìn rộng ra, mình nhìn rộng ra, người đó không còn hạn hẹp ở một cái thân tứ đại hữu hạn này nữa, mà bây giờ người đó đang sống rất rộng ở trong các con các cháu. Có một hôm Pháp Hòa nói điều này với một cái đám tang của một cái người Mỹ. Thì xong đám tang thì cái người nhà đó chạy tới: cảm ơn thầy đã cho tôi một cái nhìn rộng, và tôi thấy rằng người thân của tôi đang sống mãnh liệt trong tất cả các con các cháu, chứ không phải chỉ hạn hẹp ở một thân xác của người đó nữa. Cũng giống như bây giờ nè, mình không có ông bà nội và ngoại, nhưng mà ông bà nội ngoại có trong người mình, dòng máu của nội ngoại đang ở trong ba, rồi ba truyền xuống cho mình, rồi mai mốt mình có con mình truyền xuống cho con. Bây giờ ông bà mình sống dài ra, không bị hạn hẹp trong một cái thân, một cái tướng nữa. Thấy rộng như vậy, tự nhiên cái tâm mình nhẹ ra. Thí dụ hôm nào mỗi quý vị mất tiền đi, mình mất thì mình không có của mình xài, nhưng mà chắc chắn sẽ có người lượm được cho nên mình mới mất. Thôi thì ai lượm được thì người ta có người ta xài, mình mất thì người khác có xài. Nghĩ vậy cái tự nhiên tâm mình sao nhẹ ra. Hồi cuối cùng Pháp Hòa kể lại câu chuyện của một ông Gandhi. Ông bước lên chiếc xe lửa, vô tình ông làm rớt chiếc dép. Tới xe lửa rồi, ông lột chiếc dép còn dính trong chân, ông dục trở lại cái chỗ hồi nãy. Người ta mới nói ông làm gì kỳ vậy. Ông mới nói bây giờ tôi rớt chiếc dép ở khúc đó, ai lượm được chiếc dép cũng không mang được, bởi vì có một chiếc hà, mà tôi giữ chiếc tôi cũng đâu có mang được. Thôi tôi lột đây, tôi dục lỡ đó luôn, lỡ ai có lượm lượm 2 chiếc, ta có nguyên cặp ta mang. Quý vị thấy cái hình ảnh đó không? Cho nên đa số vừa rớt chiếc dép, trời ơi tiếc quá, chiếc đó 300, 500, mà bây giờ 300, 500 thì cũng còn một chiếc, làm được cái gì, thôi dục lại đó luôn. Mà cái đó là chuyện rất thực tế, chứ không có gì xa vời mà chúng ta làm được. Nó thật là như vậy. Cho dù cái đôi giày mình 500 đô nhưng mà nếu mình có giữ một chiếc thì cũng chẳng làm được gì. Nếu ai đó lượm được cả 2 chiếc thì người ta xài được cả 2. Cho nên nhiều khi cái mình mất chưa hẳn đã mất, mà ai đó được thì người ta được trọn vẹn. Cho nên mình đâu có mất. Ví dụ như bây giờ quý vị nấu cơm cho đại chúng ăn ngày Chủ nhật á, người ta ăn hết nhưng mà còn không? Còn, còn gì, còn cái phước. Cho nên có gì đâu mất. Giống như quý vị xúc một muỗng đất,
từ cái lõm này đắp qua lõm này, mất cái lõm này mà bù lõm khác. Cho nên ở đời nếu chúng ta có cái nhìn nó thoáng như vậy, tự nhiên tâm hồn chúng ta sao? Nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng. Và cuộc sống của chúng ta nó vui hay buồn chẳng qua một cái thôi, đó là cái nhìn. Nếu chúng ta có cái nhìn rộng, cuộc đời mình nhẹ, mà chúng ta có cái nhìn hẹp thì tự nhiên khổ đau. Khác nhau ở một cái nhìn. Đời vui hay khổ, tâm mình sáng soi. Khác nhau ở một cái nhìn. Đời vui hay khổ, tâm mình sáng soi. Mình có một cái nhìn thoáng, mọi việc nó sẽ thoáng. Mình có một cái nhìn hẹp, mọi việc nó sẽ trở nên bế tắc. Thôi cầu chúc đại chúng an vui. Và nhớ là Phật tử thì chúng ta thường xuyên nghe pháp để chúng ta học hỏi được những điều chúng ta chưa biết, khai mở tâm tư của mình và làm cho cuộc sống của mình trở nên vui hơn, thảnh thơi hơn. Dù cuộc đời này rất nhiều cái nó ập, nó tấp vào trong người mình, nhưng mà chúng ta có cái nhìn và có cái nhận biết, cho nên nó không làm gì chúng ta được. Mời đại chúng. Chúc đại chúng có một cuối tuần vui vẻ. Và xin thưa là chủ nhật tuần thứ bảy tuần sau, từ 9 giờ tới 4 giờ chiều, chúng ta sẽ có một ngày tu học bằng tiếng Anh buổi thứ bảy. Chủ nhật 10 giờ rưỡi sáng chúng ta có khóa lễ bình thường, nhưng mà chủ nhật tuần sau thì chúng ta tụng sám dược sư, và sau đó thì sẽ có khóa tu mùa xuân 4 ngày, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, nhân dịp lễ Long Weekend. Xin đại chúng nhớ đăng ký ở dưới trai đường để chúng ta biết số lượng và chuẩn bị. Đồng thời chúng ta sẽ có 2 ngày tu học cho các em teenager 29 và 30 tại Westlock, tại tu viện Tây Thiên. Quý vị nào có con em, nhân cái dịp mấy em nó nghỉ Spring Break đó, quý vị khuyến khích các em về ở chùa tu tập trong 2 ngày để cho các em mà học hỏi và chơi với nhau trong cái tinh thần lành mạnh. Và chủ nhật 27 Tây cũng đúng ngay ngày lễ Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta sẽ làm lễ kỷ niệm Bồ Tát và đồng thời kết thúc 49 ngày của mùa dược sư. Thì đó là sinh hoạt chương trình kế tiếp của 2 tuần kế tiếp. Mong đại chúng lưu tâm và tham dự. A Di Đà Phật.